một cô bé biến thái, nữ tính, sâu sắc. Nhưng mà biến thái là nhiều nhất nha. Mặt là hơi biến thái đó. Sợ đó. Xinh đẹp, tài giỏi và khác biệt. Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Ngọc đang có mặt tại buổi fitting tiếp theo cho bộ phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ. Trời ơi, chắc là sức khỏe là tràn đầy luôn á, năng lượng cũng như là nhiệt huyết kinh khủng và ghê gớm lắm khi mà mình mới bước chân vào nghề. Không biết nữa, khi thì cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ làm gì lúc mình 30 tuổi nữa. 25 thì chắc thì để sẽ đóng được nhiều phim hơn và trưởng thành nhiều hơn. Đó là cái vai thần mưa, đệ tử thần mưa. Đó là một cái kịch dạng như trong nhà ngoại phố, kịch thiếu nhi thôi. Nhớ cái giai đoạn đó là nguyên một xóm mình đều trông chờ để mà coi cái chương trình đó của Ngọc luôn. Vai diễn đầu tiên của Kỳ Đi lúc Kỳ Đi 17 tuổi rưỡi là bộ phim Em Chưa 18. Vai diễn lớn tuổi nhất đến tính tới ngay bây giờ chắc có lẽ là Lý Linh trong bộ phim Gái Già Lắm Chiêu Vi, là cô Lý Linh là 25 tuổi. Yeah. Còn những hầu như những nhân vật trước của Kỳ đều là những cô gái học sinh hoặc là sinh viên. Vai diễn lớn tuổi nhất thì có lẽ là đấy, Hoàng Quyên, cô bé 35 tuổi. Giống như là hồi trước thì mọi người sẽ nói là gái già, còn bây giờ sẽ là một nhân vật Hoàng Quyên chứ không còn là Miss Q nữa. Vẫn luôn nói để cho bản thân mình luôn suy nghĩ là mình trẻ trung xinh đẹp, mình mới có khoảng 11 tuổi thôi. Khi mà Kỳ đi làm thì chắc là có lẽ đúng với độ tuổi là 22 tuổi. Còn khi mà Kỳ đi không có make up hay là Kỳ đi ở nhà thì Kỳ đi thấy thực ra là những người xung quanh Kỳ đi đều nói Kỳ đi giống như 18 tuổi mà, hay là 20 tuổi chứ cũng không có đúng với độ tuổi ngay bây giờ của mình. Mình rất là vui tại vì đây là một cái cô bé mà để lại cho Ngọc rất là nhiều ấn tượng từ cái vai diễn đầu tiên của Kady. Kady giống như là cái bản thân của mình á, cái lúc mà mới vào nghề vậy đó. Rất là năng nổ và đặc biệt hơn là cái cảm xúc. Nên thành ra là mình cũng rất là mong muốn nhanh chóng đến với ngày quay để mà có thể đồng hành cùng với Kady. Em nghĩ đầu tiên khi mà biết được rằng mình sẽ được đóng chung với chị Lan Ngọc thì rất là vui và rất là hào hứng. Tại vì chị Lan Ngọc là một thần tượng của các bạn diễn viên trẻ giống như Kady, nên là khi mà được làm việc với thần tượng của mình thì Kady nghĩ ai cũng sẽ rất là vui và hào hứng hết. Và hy vọng rằng là chị Lan Ngọc sẽ chỉ dạy Kady thật là nhiều để làm sao có thể trở thành một người diễn viên tốt hơn. Kady nghĩ là với sự kết hợp này khán giả sẽ rất là bất ngờ.